PLO, chiến sự Nga Ukraine có tin Nga đánh bom ở tỉnh Zaporizhia khiến 10 người bị thương, thủ đô Moscow. Miền Tây nước Nga bị UAV tấn công, Ukraine chịu thương vong lớn ở Donetsk, quốc. Chiến sự Nga Ukraine ngày qua vẫn tiếp diễn trên khắp mặt trận. Cả ở Nga lẫn Ukraine, Nga đánh bom ở tỉnh Zaporizhia, 10 người bị thương. Ngày 19 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày Nga và Ukraine đã xảy ra 71 cuộc giao tranh. Trong bối cảnh Nga vẫn tác chiến tích cực ở ba hướng là Tipi Kurakhov, tỉnh Donetsk, Tipikupian, tỉnh Kharkiv và Tipipokrov, tỉnh Donetsk. Theo hãng thông tấn Ukrinform, theo Bộ Tổng Tham mưu, quân Nga cũng đã mở 24 cuộc không kích vào tỉnh quốc Nga bằng 34 quả bom dẫn đường. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha viết trên X rằng tại tỉnh quốc, quân Nga ngày càng pháo kích nhiều vào các khu định cư và đây là chiến thuật tiêu thổ, phá sạch, điển hình của Nga. Trong ngày 19 tháng 10, Nga đã tấn công nhiều khu vực của Ukraine, trong đó, đáng chú ý nhất là vụ đánh bom ở tỉnh Zaporizhia. Theo tỉnh trường Zaporizhia ông Ivan Fedorov, ít nhất 10 người đã bị thương trong ba cuộc không kích ở trung tâm TP Zaporizhia. Các vụ nổ đã phá hủy một phần tòa trung cư và gây thiệt hại cho các cửa hàng gần đó, một tiệm rửa xe, một nhà kho của trung tâm mua sắm và một số phương tiện. Thủ đô Moscow, miền Tây nước Nga bị UAV tấn công. Ngày 19 tháng 10, các quan chức Nga cho biết Ukraine đã phóng một loạt máy bay không người lái, UAV nhắm vào thủ đô Moscow và miền tây nước Nga. Theo hãng tin Reuters thông báo trên Telegram, thị trường thủ đô Moscow ông Sergei Sobyanin cho biết các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy ít nhất một UAV bay về phía Moscow và theo thông tin sơ bộ, không có thiệt hại hay thương vong nào xảy ra ở khu vực Ramensky thuộc vùng Moscow nơi UAV này bị bắn hạ. Lãnh đạo tỉnh Lipetsk phía tây nam nước Nga cũng cho biết các mảnh vỡ của một số UAV đã gây ra một số vụ cháy ở tỉnh này nhưng rất may là không ghi nhận thương vong nào lãnh đạo tỉnh Bryan và Orion, phía tây nước Nga, cũng báo cáo rằng các đơn vị phòng không ở những khu vực này đã phá hủy một số UAV tại đây. Ukraine chịu thương vong lớn ở Donetsk, Quốc. Ngày 19 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại tỉnh Quốc, Nga. Quân Nga đã ngăn chặn nhiều cuộc phản công cũng như tấn công vào các cứ điểm của Ukraine tại khu định cư Leonidovo. Kolmakov, Krugenkoi, Nizhnyklin, Nikonsky, Noviput, Ogopka, Prekhovo, Chekaskaya Kunopeka và Chekaskoy Poreknoi. Hậu quả là Ukraine mất hơn 270 quân, 9 xe bọc thép, 3 ô tô và 4 khẩu pháo. Cạnh đó, bộ này cũng cho biết quân nga đã giành được làng Zoryanoy, tỉnh Donetsk. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng nga cũng cập nhật tình hình hoạt động của các nhóm tác chiến. Trong đó, nhóm tác chiến phía tây, nhóm tác chiến trung tâm và nhóm tác chiến phía nam đã gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine nhất. Cụ thể, nhóm tác chiến phía nam giành được những vị trí thuận lợi tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư Konstantinovka, Kuraovo, Nikiforovka, Enzovanovka ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là 830 lính Ukraine thương vong, hai xe ô tô cùng một số trang thiết bị quân sự khác bị phá hủy. Nhóm chiến đấu trung tâm gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Sukhaya Bakr, Krasnomey, Zezhin, Dimitrov, Engudaknoy của tỉnh Donetsk. Những cuộc giao tranh này đã khiến 460 lính Ukraine thương vong cùng nhiều phương tiện. Trang thiết bị quân sự bị phá hủy, nhóm chiến đấu phía Tây đã giành được những vị trí tốt và, và gây thiệt hại cho quân Nga gần các khu định cư Novolubovka, chervonaya Dibrova ở tỉnh Luhansk, Grigorovka ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là Ukraine mất 350 lính cùng một số phương tiện và hệ thống pháo. Cạnh đó, bộ này cũng cho biết quân Nga đã giành được làng Zuryanoi, tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tình hình hoạt động của các nhóm tác chiến, trong đó, nhóm tác chiến phía Tây. Nhóm tác chiến trung tâm và nhóm tác chiến phía Nam đã gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine nhất. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Nam giành được những vị trí thuận lợi, tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư Konstantinovka, Kuraovo, Nikiforovka, Enzovanovka ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là 830 lính Ukraine thương vong, hai xe ô tô cùng một số trang thiết bị quân sự khác bị phá hủy nhóm chiến đấu trung tâm gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Sukhaya baker Krasnomey, Vosvizhenka, Zezhin, Dimitrov, Engudaknoi của tỉnh Donetsk. Những cuộc giao tranh này đã khiến 460 lính Ukraine thương vong cùng nhiều phương tiện. Trang thiết bị quân sự bị phá hủy, nhóm chiến đấu phía Tây đã giành được những vị trí tốt và và gây thiệt hại cho quân Nga gần các khu định cư Novolubovka, Chervonaya Dibrova ở tỉnh Luhansk, Grigorovka ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là Ukraine mất 350 lính cùng một số phương tiện và hệ thống pháo.